Hôm nay Bình không đeo kính đấy à? Ừ, tối qua tớ lỡ nằm lên kính lúc ngủ nên gãy mất kính rồi. An cho tớ cũng vỡ nhé. Tớ bị cả cận thị và loạn thị nên không thấy rõ bảng. Ừ. Hôm nay mẹ bạn Bình báo Bình bị gãy kính đeo mắt nên bạn sẽ không nhìn rõ bảng. Bình sẽ chuyển chỗ sang ngồi ở bàn đầu tiên để nhìn rõ hơn nhé. Thưa cô, An có gì muốn phát biểu nào? Thưa cô, loạn thị là gì ạ? À? Loạn thị là một tật khúc xạ ở mắt, cùng với cận thị và viễn thị. Với mắt bị loạn thị, thay vì nhìn được một vật rõ ràng, hình ảnh con nhìn thấy sẽ bị nhòe như nhiều vật ở kề nhau, giống như bị qua mắt. Sao An lại hỏi về loạn thị nào? Vì bạn Bình bảo bạn Bình bị loạn thị và cả cận thị nữa ạ. À. Thông thường, loạn thị sẽ đi cùng với tật cận thị hoặc viễn thị. Thưa cô, thế tật viễn thị là gì vậy ạ? À? Đối với mắt bị viễn thị, hình ảnh của vật sẽ hội tụ sau nhãn cầu. Do đó, người bị viễn thị có thể nhìn được những mục tiêu ở xa, nhưng không thể nhìn rõ những mục tiêu ở cự ly gần. Ngược lại, cận thị là tật mà người mắt phải có thể nhìn rõ được vật ở gần, nhưng không thể nhìn rõ mục tiêu đó khi ở xa hơn. Cận thị đang là tật khúc xạ phổ biến nhất ở Việt Nam, nên các con phải chú ý bảo vệ mắt nhé. Mắt bị cận thị quá nặng có thể gây ra nhiều biến chứng và hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, vẫn có thể phòng tránh được tật cận thị đấy. Nguyên nhân của tật cận thị là do mắt thường xuyên phải tập trung nhìn gần trong thời gian dài, làm lực khúc xạ lớn hơn bình thường. Tật cận thị có thể bị gây ra bởi thói quen học tập và sinh hoạt thiếu khoa học, như môi trường ánh sáng không đủ, tư thế ngồi học không đúng, bàn ghế ngồi học không phù hợp, khiến các con nhìn ở cự ly quá gần trong thời gian dài. Hay khi các con xem tivi hoặc dùng máy vi tính nhiều giờ liên tục ở cự ly gần. Hoặc khi thời gian ngủ không đủ để mắt nghỉ ngơi cũng gây ra tật cận thị đấy. Đôi mắt là cánh cửa nhìn ra thế giới bên ngoài, là tài sản vô giá mà mỗi người có được. Nên các con hãy bảo vệ mắt thật tốt để đôi mắt sáng khỏe nhé. Vâng ạ. À.